Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Quay Thể Thao nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn loại quay mới về Việt Nam luôn các bạn. Để mình đã lấy ra một hộp để đi ship rồi, để cho bạn coi cận cảnh một xíu. Loại này hũ 1.8 các bạn, thì 60 lần dùng. Này Isolat nha, Isolat của Otrovit. Này là Aquakit. Aquakit là một dạng lốt mỡ, dạng L-carnitine. Loại này nè, thì mình sẽ review sau cho các bạn. Loại này cũng khá là hay nha, nó pha với lại 1,5 lít nước khá là em. Mốt mình sẽ review cho bạn xem. Còn này là bánh ba protein. Rồi, mốt mình cũng sẽ review cho bạn xem. Này là vitamin D3K. Loại này 100 đang có chương trình là bạn mua hũ. Hũ này tặng hũ. Hũ này giá cạnh tranh với ISOHD đàng hoàng nha. Nói về cái loại quay Isolat này nha, loại này đến từ hãng Otrovit nha các bạn, là chính hãng của Best Nutrition luôn. Chứ nó có một cái loại gọi là quay Isolat của Otrovit luôn, nhưng mà cái hũ nhỏ nó chỉ có 700g thôi, thì nó 2-3 lần dùng. Còn loại này là 1.8 thì nó cho mình 60 lần dùng, khá là tinh khiết nha các bạn. Lát này khá xa, lát xa luôn. Này là đang có chương trình quà tặng nữa, thì thằng này giá của nó đang thấp hơn Isolat đây này. Rồi đây này, sẽ đi với combo này, đi combo với lại vitamin D3K2. Mà cái loại vitamin D3K2 này là 110 viên lận, 60 lần dùng, 1.550.000. Và thằng này là 69-70 lần dùng. Có loại có vị vani thì 70 lần dùng, nhưng mà 2.3 thì nó cho mình 70 lần dùng, 1.650.000 lận. Mà loại này thì 1.550.000, mềm hơn này 100.000. Tùy shop nó có chỗ nó xây dựng giá nó chút xíu, nhưng mà nó được tặng hũ trong D3K2 này giá 300 mấy, thì cũng khá là đáng để mà lựa chọn nha. Gọi là đắt xa đàng hoàng nha, chứ không phải là cái hàng ế mà người ta tặng. Nó cùng hãng với nhau cho nên nó hỗ trợ nhau. Thì bây giờ mình sẽ so sánh loại ASD này với lại Otrovit này, thì cùng là Isolat nhưng mà mình nên chọn thằng nào, nó sẽ chênh lệch nhau những điều gì, thì mình sẽ quay gần cho bạn xem nha. Cái hãng Otrovit này thì nó rất là khá là phổ biến ở Việt Nam rồi. Nó là dòng mà dành cho dòng giá mềm các bạn, gọi là giá khá là ưu ái cho thị trường Việt Nam mình. Nói về bao bì thì bên này nó làm, hồi trước nó làm cái hũ nhỏ 700g á, thì cái bao bì nó không có đẹp đâu. Còn cái loại này bây giờ nó ra bao bì 1.8 như vậy nè, thì các bạn sẽ thấy nó trắng, nhưng mà nó có một label in nổi, chỗ này in nổi nè, chữ đây cũng in nổi nè, bóng, rồi chỗ này Otrovit cũng in nổi nè, rồi nó ghi một số dòng ở đây là không có đường, 6g BCA, 14g EA, 100% protein Isolat, từ whey, nguồn protein từ whey hết 100%, và Isolat là tinh khiết, nó tương đương với lại thì cái SOD này cũng vậy luôn. Thì ở trong cái thị trường whey Isolat này thì thằng này là mềm nhất, và bây giờ nó ra thằng này nữa, thì cho nên là bây giờ phải so sánh. Còn có những dòng Isolat nó cao cấp hơn thì không so sánh được, tại giá nó cao quá. Còn này là dòng khoảng hơn 1.5 xíu thôi, này 1.560, này 1.550, thì có thể là so sánh được. Rồi, đo so về thành phần nha. Thì ở đây nó nói bên này nó ghi tùm lum tùm la, nhưng mà mình cũng hiểu là một ngày có thể bạn uống dùng một từ 1 đến 2 lần, một muỗng 30g, lắc 1 phút. Rồi vậy thôi, nói chung là bình thường. Đắt này 2024 thì này cũng vậy thôi, cỡ đó. Thì này ở Mỹ, này ở Ba Lan nha. Otrovit là của Ba Lan và ở châu Âu, thì dễ dàng nhận ra là cái vị mà nói về mùi vị thì Otrovit nó sẽ nhạt hơn. Ở châu Âu là quay lúc này nó cũng nhạt hơn quay ở Mỹ hết đó. Rồi tiếp theo mình sẽ so sánh nha. Nếu mình so sánh về ratio, về gram protein thì mỗi bên đều cho ra 25g, nhưng mà chỗ này nó 30, một muỗng 30g, còn này muỗng nó 32g lận. Isolat đêm mà vị vani của nó thì cũng múc 31g. Đây, 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 đây các bạn, múc 31g nè.
vani. Đó, cho nên là dễ dàng nhận ra là cái độ tinh khiết, tức là ratio của ISO của Otrovit nó ok hơn. Cho nên là mình mới thắc mắc, là mình mới dễ dàng để giải đáp cái thắc mắc là sao một K8 mà Otrovit nó cho ra tới 60 lần dùng lần, còn bên ISO HD 2K3 mà cho ra có 69 lần dùng, 70 lần dùng thôi. Thì tại vì ratio này cao hơn. Rồi so sánh tiếp tới FAT nha. FAT thì bên này, bên Otrovit làm khá tốt, chỉ có 0,3 gram thôi, nhưng mà FAT ở bên ISO HD là 1 gram. Nhìn chung quay thì mình chỉ quan tâm cái protein và nguồn protein thôi, chứ còn nếu mà cáp thì bên này là bao nhiêu. Cái ghi tiếng tùm lum tiếng cho nên bên này hơi khó nhìn xíu nè. Mình coi kỹ xíu. À đây, carbon hydrate bên này là 0,3 gram, bên này là cáp, ở bên này là 2 gram. Nhưng mà ISO HD nó sẽ yếu hơn xíu, nó sẽ nhiều cáp hơn. À, bên này nó không ghi vitamin gì hết. Rồi vậy thì cũng không còn gì để ghi hết. À, nói về năng lượng nha, nói về calo thì bên này nó sẽ cho ra mình một serving sẽ cho ra 104 calo, rất ít. Còn ở bên ISO HD này là 120, thì 120 sẽ không tốt bằng 104 nha. Nhưng mà nói chung là hai số này nó cũng như nhau các bạn, chứ là không có nhiều lắm. Thì có dịp á, thì một khoảng thời gian ngắn nữa thì mình sẽ review lại này cho bạn xem nha. Lúc trước mình đã review vị sô cô la rồi, đợt này mình sẽ hy vọng là mình sẽ kịp review cho bạn vị dâu hay là vị vani gì đó. Còn ISO HD là mình đã review vị sô cô la rồi, à đã review vị vani với lại sô cô la rồi, thì sắp tới ISO HD mình sẽ review cho bạn vị cookie nha. Cookie đây nè, cái là vị này đó. Rồi vậy là video này đến đây là mình xin tạm dừng nha. Thầy nhắc lại là Otrovit đang trợ giá, đang khuyến mãi khá là ổn, là hũ này tặng cho hũ này, và đương nhiên là có bình lắc rồi. Thì các bạn nào mà đang có dòng, đang gọi là cân nhắc dùng Isolat mà dòng khoảng 1,5 triệu hơn 1,5 triệu xíu thì ưu tiên lại rồi nha. Rồi bye bye, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.